Xin chào tất cả mọi người. Bữa giờ mình không ra video do là từ Tết đến giờ mình bận quá. Thì đầu năm mới mình xin chúc tất cả mọi người là nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay mình quay video về vườn cây trên sân thượng của mình sau Tết nha mọi người. Đây là cây mận An Phước mà mình đã cắt nước vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 này mọi người. Bây giờ một số bông nó ra sớm thì nó đã bắt đầu đậu trái rồi. Và một số thì nó bắt đầu sổ nhụy. Cũng như là một số thì nó sắp sổ nhụy rồi. Mọi người thấy là bông nó đậu nhiều không? Quá trời bông luôn. Từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài nó đậu đầy cành luôn. Bên cạnh đó thì có những cái bông nhỏ mà giờ nó mới ra sau này nè. Đó, rất nhiều luôn đó mọi người. Thì những chùm bên kia nó ra sớm, bây giờ nó sắp đậu trái rồi. Còn những cái chùm bông này là giờ nó mới ra nè mọi người. Mình thấy là nó ra đặt cành luôn. Từ trong thân cây ra tới đầu cành luôn mọi người ạ. Mình thấy là cây mận này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng có bông cả. Một cành nó ra chi chít bông luôn. Thì bây giờ mình sẽ bón phân một tuần một lần để cho nó không có bị rụng bông. Tại là bông nó ra nhiều quá. Mà đợt nay bữa chiều thì mình thấy gốc của cây mận này gió rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có thấy nó rụng cái bông nào cả. Và bữa giờ thì mình cứ bón, một tuần mình bón phân NPK tím, và một tuần thì mình bón phân hữu cơ, phân đậu nành và phân chuối mình ủ. Thì cứ một tuần mình bón cho nó một lần phân. Đối với phân NPK tím thì mình lấy 50g phân NPK hòa với 20 lít nước để tưới cho cây. Và cây mận này thì mình tưới 3k, 1k là 2 lít. Và tuần sau đó thì mình lại bón phân bột đậu nành và enzyme chuối. Thì bây giờ cây mận nó đang mang rất là nhiều bông, cũng như là có một số trái nó đang đậu rồi. Thế nên là đợt này mình hòa enzyme chuối và phân đậu nành ủ với rỉ mật đậm đặc hơn. Mình lấy 2 lít enzyme chuối cộng với 2 lít phân bột đậu nành mình ủ, hòa với 20 lít nước và tưới cho cây. Thì một lần mình cũng tưới 3k và 1k là 2 lít. Và tuần trước thì mình cũng có là phun canxi bo cho nó. Do là trong canxi bo thì nó có hàm lượng canxi rất là cao, mà canxi thì nó giúp cho cái cuống dai hơn, để bông nó ít bị rụng hơn. Thì theo như mình thấy, với cái cách bón phân và chăm sóc cây mận lần này thì mình thấy là nó chưa có bị rụng hoa. Mình không biết là sau này nó có đậu được hết trái không, nhưng mà bây giờ thì mình thấy là nó đang rất là tốt. Còn cây ổi này là cây ổi lê Đài Loan, thì mình cũng làm video chia sẻ cách cắt cành và chăm sóc cây ổi lê Đài Loan này rồi. Thì ngày thu hoạch cuối cùng của mà mình thu hoạch cây ổi này là vào ngày 2 tháng 1, có nghĩa là gần 1 tháng rưỡi rồi. Và hôm nay thì mình thấy có được 3 trái nó đã lớn và mình sẽ thu hoạch. Còn lại một số trái thì nó cũng sắp thu hoạch được rồi. Bên cạnh đó thì nó đang ra rất nhiều trái con và một số bông nữa. Mấy ngày trước thì mình không hiểu sao mà
lúc tưới thì bị sót cây ổi này, nên là ngày hôm sau mình lên thì cây ổi này nó bị héo rũ, nhìn rất là thảm luôn. Vì vậy mà có một số trái con ở trên những cái cành nhỏ nó bị rụng, nó rụng cũng khá nhiều. Đây là hình ảnh mấy ngày trước mà cây ổi nhà mình nó bị héo nè mọi người. Nếu mà mấy ngày trước cây ổi này nó không bị thiếu nước và rụng trái thì bây giờ trái nó còn nhiều nữa đó mọi người. Mặc dù là nó bị thiếu nước như vậy nhưng sau khi mình tưới nước lại thì nó cũng xanh tươi, không có ảnh hưởng gì cả. Còn đây là cái mận ăn phước thứ hai của mình nè mọi người. Thì mấy tuần trước mình cũng đã làm video chia sẻ về cách chăm sóc cây mận này rồi. Sân thượng nhà mình có một con sóc mà nó chuyên ăn mấy trái sao chê chín cây và mận nè. Mình bọc lại vậy mà nó cào ra luôn đó mọi người. Hôm nay mình sẽ thu hoạch hết những cái trái mận còn lại trên cây luôn. Mọi người thấy là trái mận nó to không nè. Thì có mấy trái nó chín quá mình mới mở bọc mà nó đã rụng luôn rồi nè. Nhìn chùm mận này đẹp thích chưa nè. Trời ơi nhìn nó rất là dễ thương luôn. Giờ trái nào nó cũng chín cả rồi. Nó trái nó cũng khá là to. Trời ơi trái này nó rớt cái nó bị dập rồi. Thì trong Tết mình đã thu hoạch được 2 rổ mận rồi đó mọi người. Tại là mình về quê ăn Tết một tuần, thế nên là mình lựa những trái chín mình thu hoạch trước. Mình chỉ chừa lại được chừng này thôi. Bây giờ thì nó đã chín hết rồi, nên là đợt này mình sẽ thu hoạch hết luôn. Mận này nó rất là ngọt và nó không có hạt đó mọi người. Thu hoạch hết thì mình sẽ cắt ra để ăn thử cho mọi người xem. Không biết mọi người thế nào chứ riêng mình á, khi mình trồng cây thì mình thích nhất là giai đoạn mà cây nó ra hoa đậu quả và khi thu hoạch như vậy nè mọi người. Nhìn những trái mận nó to và đỏ như vậy thì thích lắm luôn. Cây mận ăn phước thì kể từ khi mà nó ra hoa cho đến khi mình thu hoạch á, nó mất khoảng 3 tháng đó mọi người. Và nếu mà cây khỏe thì vào chính vụ nó ra hoa đậu trái 3 đến 4 tháng liên tục luôn. Hôm nay mình thu hoạch được chừng này mận nè mọi người. Nhìn trái nào cũng to và đỏ ong, nhìn rất là thích luôn. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch sao chê nha mọi người. Thì cây sao chê này mình cũng đã làm video chia sẻ cách chăm sóc và bón phân cho mọi người rồi. Giờ có rất nhiều trái lớn và già thu hoạch được rồi nè mọi người. Trái này bị con sóc nó ăn đó mọi người. Thì sau một tuần mình về quê ăn Tết á, mình lên mình thấy là sóc nó ăn của mình hết mấy trái sao chê luôn. Nó ăn còn lại cái cuốn không thôi đó mọi người. Thì nó đánh hơi rất là giỏi. Nó nghe mùi thơm thơm là nó tới nó ăn hết luôn. Và trước Tết á, là mình cũng đã thu hoạch rồi đó mọi người. Mình lựa những trái già mình thu hoạch hết rồi đó. Mà chỉ sau một tuần giờ nó lại có thêm nhiều trái chín chưa nè. Thì mọi người thấy là cây sao chê của mình nó nhiều trái không nè. Chùm nào nó cũng có quả cả. Và một chùm nó còn có 2 đến 3 quả. Thì khi mà cây sao chê nó nhiều trái như vậy đó, thì mình phải bón phân đầy đủ để nó đủ dinh dưỡng nó nuôi trái. Chứ không là nó sẽ bị rụng trái và trái nó nhỏ, nó không phát triển được đó mọi người. Mọi người thấy là trên cây thì chùm nào cũng có trái và có những cái trái nhỏ hoa nó mới ra sau và nó đang đậu trái nữa nè. Thì mấy trái mới ra này nếu mà mình
không bón đủ dinh dưỡng, nó sẽ bị rụng đó mọi người. Cây sa bô chê trồng trong chậu của mình á, trái nó rất là ngọt. Nó ngọt mà mình có thể nói là ngọt như đường đó mọi người. Ngọt lắm luôn. Mọi người thấy cây sa bô chê trồng chậu của mình trái nhiều không? Nó quá nhiều luôn ha mọi người. Mình thấy là nó không thua gì mà người ta trồng ở ngoài đất cả. Và nó cứ ra trái quanh năm vậy đó mọi người. Mình thu hoạch hết đợt trái này thì nó lại ra hoa và ra đợt trái khác. Hôm nay mình thu hoạch được nhiêu đây sa bô chê này? Thì có hai trái là bị sóc ăn và một trái nó chín, nó rớt xuống mà mình không để ý, mình dẫm lên luôn rồi. Giờ mình sẽ đếm xem mình thu hoạch được bao nhiêu trái nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và một trái này nó bị chín cây mà nó nhìn còn chín nhiều quá đó này. Cùng với hai trái chín cây khác bị sóc ăn và một trái mình dẫm nữa. Còn đây là cây xoài mà mình đã trồng được 26 tháng và mình đã làm bông cho nó, thì giờ nó đang ra bông này mọi người. Đó, nó ra được bông bói đầu tiên đó mọi người. Thì cây xoài này nó cũng vừa bị sâu đục thân xong. Thì một năm ngoái là nó bị sâu đục thân á, là mình đã tìm và bắt được con sâu rồi. Còn năm nay là nó đục vào thân cây luôn. Thế nên là mình không thể mà tìm được, mà mình chỉ lấy bông gòn, mình nhúng vào thuốc trừ sâu và mình nhét vào. Thì mình nghĩ là con sâu nó đã chết rồi. Mình hy vọng là cây xoài nó đang phát triển tốt như thế này thì nó không bị chết vì sâu đục thân. Giờ cây xoài này nó đang ra được hoa đầu tiên mà nó bị chết thì tiếc lắm ha mọi người. Còn đây là cây táo thái da xanh mà mình nhờ người quen mua giống ở Ninh Thuận. Thì giờ nó đang có rất là nhiều trái. Có những cái chùm trái mà nó nhiều trái, mà cây này ở góc này gió dữ quá, nó đánh làm gãy cành hết trơn này mọi người. Và bên cạnh đó nó cũng đang ra rất nhiều hoa. Cây táo này mình sắp thu hoạch được rồi đó mọi người. Khoảng 10 ngày nửa tháng nữa là mình bắt đầu thu hoạch được rồi đó. Bây giờ trên cây nó đang rất là nhiều hoa. Và cũng có một số trái con nó mới đậu nữa. Thì khoảng nửa tháng nữa mình thu hoạch hết mấy trái lớn, là mấy trái con nó phát triển lên là vừa ha mọi người. Còn đây là cây cherry brazil mà mình mới trồng tháng trước. Bên này là một cây ổi lê Đài Loan lên từ hạt. Cây cam đang đậu được một số quả rồi nè. Và trong này cũng là cây lựu lên từ hạt luôn. Và đây là hai cây xả mà Tết vừa rồi mình đã nhổ để làm khô bò và khô gà đó mọi người. Còn đây là một cây đu đủ mà nó đang đậu trái con. Trên sân thượng của mình trồng tất cả là 5 cây đu đủ và có 2 cây là có trái to rồi. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người sau nha. Còn đây là cây táo thái da xanh thứ hai của mình nè mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thu hoạch một số quả lớn trên cây táo này. Trước Tết thì mình cũng đã chọn một số trái to và thu hoạch rồi đó mọi người. Giờ thì mình thấy là trên cây có một số trái to nên là mình sẽ thu hoạch luôn. Thì cây táo này nó cũng đang mang rất là nhiều quả. Và mình trồng trong một cái chậu có đường kính là 42cm và chiều cao chỉ 40cm thôi. Thế nên là lúc mà cây táo nó mang nhiều quả như thế này á,
Và trời bữa nay nó cũng rất là nắng, thế nên là mình phải tưới nước 2 lần một ngày, mình tưới sáng và chiều. Chỉ là bữa hôm trước là bữa chiều mình bận mình không lên tưới được, thế mà sáng nay mình lên mình thấy là lá nó đã héo luôn rồi. Và sau khi mình tưới nước lại cho nó thì lá cũng sẽ tươi lại, nhưng mà có một số cây trái nó bị nhăn do thiếu nước. Và những trái mà thiếu nước như vậy á thì sau này nó sẽ vàng và rụng lắm mọi người. Đợt này là táo của mình không có bị ruồi vàng châm trái này, thì hơn 3 tuần rồi mình chưa có phun thuốc trừ sâu đó mọi người. Thì cái loại thuốc trừ sâu mà mình phun cho táo là chỉ là dung dịch tỏi ớt gừng mình ngâm với rượu, thỉnh thoảng mình xen vào là thuốc trừ sâu sinh học Radiant. Và mình thấy là đợt này mình vừa phun cũng như là vừa đặt cái bẫy ruồi vàng, nên là không có thấy ruồi vàng châm quả nữa. Giờ mình tiếp tục đi thu hoạch lựu nha mọi người. Mọi người thấy là mấy trái lựu nó chín đỏ đẹp chưa nè. Cây lựu này là giống lựu Thái nên là trái nó hơi nhỏ nhưng mà ăn nó cũng rất là ngọt. Chắc là do mình trồng ở trên sân thượng á, ánh nắng nó nhiều, thế nên là trái nào nó cũng loại trái cây nào nó cũng ngọt hơn mình mua ở chợ cả. Ngoài ra thì trước khi mà thu hoạch khoảng 1 tháng rưỡi, mình sẽ bón thành phần phân kali cao hơn các thành phần khác, thế nên là trái cây của mình nó ngọt hơn. Cây lựu này mình trồng đến nay khoảng được 15 tháng và mình chỉ có cắt tỉa có một lần thôi. Thì lần này thu hoạch xong á, mình sẽ cắt tỉa bớt cành nhánh và những cái cành mà khô đi để cho cây nó ra những cái cành nhánh mới để nó ra hoa. Và khi mà mình bón phân cho những cái cây ăn trái khác trên sân thượng thì mình cũng bón phân cho cây lựu này luôn. Cái lựu này mình không biết là nó bị sóc hay là chim ăn mà nó ăn gần hết luôn rồi nè. Hôm nay mình đã thu hoạch hết trái chín ở trên cây lựu rồi, thì bây giờ nó chỉ còn lại một số trái vậy thôi nè. Giờ cây khế này nó cũng đã rất là chín rồi đó mọi người, nên là mình sẽ thu hoạch hết cây để làm rượu khế luôn. Còn bên này là dưa leo giống Nhật và những cái chậu rau lan cũng như là cải thìa, cải bẹ xanh của mình. Trên này là xà lách và xà lách son. Thành quả mình thu hoạch hôm nay trên sân thượng của mình này mọi người: 2 rổ mận An Phước, 1 rổ khế, chanh, khổ qua, bí hồ lô, xà lách, hành, rau răm và rau thơm, trái dưa leo giống Nhật, lựu, ổi và táo, cùng với là sabuche. Thì hôm nay mình thu được rất là nhiều trái cây. Bây giờ mình sẽ rửa một trái mận và bẻ ra cho mọi người xem nha. Mọi người nhìn trái mận này, nó rất là mọng nước và không có một cái hạt nào luôn. Ăn thì rất là ngọt đó mọi người.
Giờ mình tiếp tục thử một trái táo xem sao nha mọi người. Trái táo cũng rất là ngon nè mọi người. Ăn nó rất giòn và ngọt, mà nó cũng không có bị sâu nữa. Hôm nay mình quay chưa hết cái vườn cây trên sân thượng của mình, nhưng mà bây giờ video nó đã dài rồi nên mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Tạm biệt mọi người nha.